Chào mọi người, hôm nay ngày 27 tháng 12, cận Tết rồi, hàng hóa không có nhiều nữa. Em giới thiệu anh em những cái hàng em có trong cái clip hôm nay. Hôm nay có cưa kiếm bu lông, có mấy con bu lông bê tông, mấy con mài và mấy con vít, mấy con khoan Hitachi, rồi mấy con đa năng của Makita TP141, 131. Sơ sơ cho anh em xem trước một lượt. Hình thức mua bán thì vẫn như mọi khi thôi, chuyển khoản em bao ship cho đơn hàng trên 1 triệu. Hình thức thứ hai, ship code, kiểm tra, nhận hàng, thanh toán. Anh em vui lòng cọc cho em cái kẹt để có trách nhiệm với món hàng của mình, không mất công nhiều anh em cứ đặt cho vui miệng xong rồi lại thôi. Hàng tới thì lại không nhận, kêu không đặt thì lung tung. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại ở bảng tên của em 0933636126. Em tên là Quý ở Trảng Bom, Đồng Nai. Anh em nào muốn chi tiết cụ thể hơn thì cứ inbox với Zalo, Facebook cho em. Khi đó hình ảnh sẽ đầy đủ và chính xác. Anh em muốn chụp kiểu này em cũng chụp. Ở trên clip thì nó không có được kỹ lắm, sơ sơ thôi, tại vì đăng lâu quá nhiều anh em nói. Rồi, đi vào chi tiết luôn. Đầu tiên em xin bán mấy cái con này. Hàng khách ký gửi. Sạc. Một máy, hai vỏ pin và một sạc zin. 1,5 triệu của khách ký gửi nha. Con này cũng khách ký gửi luôn, bê tông. Máy pin sạc luôn, 1,5 triệu. Còn cái này là thân máy và vỏ, hai cái vỏ pin zin và có mạch luôn. Sạc zin, hai cái vỏ pin zin và có mạch, cộng một thân máy là 1,5 triệu. Mã của nó là cái gì đây này, Hiti gì bao nhiêu đây này, 14V, đại khái nó là Hiti 14V, 1,5 triệu. Đây còn con bê tông nữa, con bê tông này cũng 1,5 triệu luôn, nhưng mà chỉ có thân máy và vỏ pin thôi nhá. Con này thì nó như mới luôn. Đây em còn cái thùng này ế lâu rồi, con này em bán 2,5 triệu một thùng. Máy pin sạc hai, một máy hai pin một sạc, pin thì chắc nó chết rồi, sống thì sống nó nhưng mà tính ra là pin chết luôn, là một máy hai pin một sạc một thùng là 2,5 triệu. Rồi bắt đầu vô cái đống này, mấy con cỏ cỏ trước đi. Em bán 350, hai con này thì 700, thân máy vỏ pin 700.000 hai con, máy cỏ thôi em không có test, anh em mua thì em test cho anh em xem. Hai con 700.000, chỉ có hai con này thôi, thân máy và vỏ pin luôn nhá, mỗi con một thân máy một vỏ pin, hai con 700.000, vỏ pin nó đây có hai vỏ. Con này khoan nhật hai chức năng, hai chức năng 14V, con này 800.000 một thân máy full chức năng 800.000. Như này con vít 32 này 1,2 triệu một con, không có pin, máy không chổi than, chỉnh lực đầy đủ trên bàn phím. À cái này cái đèn quên, chỉnh lực ra tôn vít ok luôn, 1,2 triệu nha anh em, thân máy không chổi than, bắn tôn rất là ok, để tiền anh em nào có pin rồi thì về cắm pin vô là chạy thôi. Con mini này đi, con này 500.000 một thân máy nha anh em, Makita khoan góc Makita 500.000 một thân máy 12V 9,6, nhưng mà nó là pin 12V, đen pin 12V chạy, thân máy vỏ pin 500.000. Còn một con cắt rô này nữa, thân máy và vỏ pin nha anh em, thân máy vỏ pin 1 triệu, cái lưỡi này không, nó trăm mấy lưỡi, thân máy vỏ pin 1 triệu, cắt rung bốt, thân máy và vỏ pin. Có một con bu lông 14V S-Man gì đây này, S-Man 14V, con này em bán 750 một thân máy, có một con thôi, không có vỏ pin nha anh em, thân máy 750, bu lông 14V. Con này thân máy vỏ pin 790.000, thân máy và vỏ pin trắng như vậy, TD của nó là 0020.
test anh em xem thân máy và vỏ pin không có pin nhé, anh em về tự làm pin nhé. Con này rất là mới, thân máy vỏ pin 790.000. Không có số nha anh em đọc là em nhớ rồi, tại nó có vài con nó chẳng con nào nó giống con nào. Con này thì nguyên bộ có pin luôn, nguyên bộ 1.3.000. TD021 1.3.000, biết gặp con kia cũng gặp được luôn nhá. 1.3.000. Con này em thay vỏ nha anh em, vỏ nó dính sơn. Lười chè có thay luôn vỏ, vỏ là vỏ hãng chứ không phải vỏ Trung Quốc đâu nha anh em, Trung Quốc không có sản xuất nhá. Vỏ hãng thay vỏ. Máy pin sạc, máy pin đóng sạc pin là 1.3.000. Còn con cỏ nữa, hai con cho nó lên luôn. Bê tông Makita HR162, con này Made in Japan. HR162. Nó lại là Made in Japan mới chịu. Búa rất là mạnh. Có hai chế độ thôi. Con này em bán thân máy 1.1 triệu một thân nhá, như hình. Ai lộn em bỏ quả pin ra mất công, mấy anh kêu như hình lại có cả pin. Thân máy 1.1 triệu, anh 1.1 triệu. Có một con thôi, bê tông hát là 162 14V. Búa dầu Hitachi, con này chưa vệ sinh luôn mà nó đã được như thế này rồi. Không kịp nữa, không kịp làm clip. Cho nó lên luôn. Con này em bán 1.5 triệu một thân máy 12V búa dầu. Búa dầu, em chưa có pin để thử nó rồi, nhưng mà nó chạy tại vì em đã kẹp, em thử nó ok hết, full chức năng hết nha. Búa dầu. Có một con thôi, không có nhiều đâu. Rồi xong. À, cắt rung em chỉ còn một con thôi. Con này 14V. Mấy con kia em bán sạch sẽ không còn con này. Có 6 cấp độ rung. Hình thức hoạt động của nó thì như cái tăng đơ thôi, nó sấn qua sấn lại, sấn qua sấn lại để nó cắt thạch cao, cắt gỗ, tùy theo anh em dùng cái việc gì mà nó có mũi cho cái việc đó nhé. Con này như mới luôn, chưa có dấu hiệu xài luôn. Con này em bán 1.5 triệu một thân máy, máy 18 em cũng bán 1.5 triệu, là 14 em cũng bán 1.5 triệu. Con cưa này em bán 1.1 triệu một thân máy, cưa như hình. Cưa 18V có thêm, em cắm pin 14 cho chạy thôi nha. Full chức năng. Cưa 18V có thêm 1.1 triệu một thân máy, có một con thôi. Hôm nay có một con cưa thôi. Đến cưa gì, cưa kiếm đi. Cưa kiếm em có 4 con. Hôm nay lên 4 con nhưng mà thực chất nó còn một nùi ở phía đằng sau nữa, mấy chục con á. Cưa kiếm 18V, Digger 188, Digger là mã Nhật. Con này em bán 2.2 triệu một thân máy nha anh em, 2.2 triệu một thân máy như hình. Thân máy thôi nhá, test anh em xem thử. Nó có lưỡi cưa gỗ và cưa sắt, em có bán luôn nhá, mua về bán kèm cho anh em luôn. Ái trời, nó quá là ngọt rồi. Cưa kiếm 18V không chổi than của Makita. Cưa kiếm 18V không chổi than, 2.2 triệu một thân máy. 14V thì là con khác, 14V là con này. Digger 147. Nó giống một con, giống con kia nhưng mà nó là mã của nó khác một chút. 147 con kia 187, chạy pin 14V. Có hai cấp nhanh chậm nữa nha. Digger 187. Con này rất là đẹp. Cưa kiếm hàng 14 không chổi than rất là hiếm nha anh em lưu ý giùm em ha. Cưa kiếm 14 mà không chổi than thì rất là hiếm. Có than cũng đã hiếm rồi. Lâu lâu mới có một con thôi. Con này cưa kiếm mini 18V nên bán 1.2 triệu một thân máy. Digger 184 mã Nhật nhé, có báo pin nhé. Con này cho anh em mượn cưa cây để anh em làm dơ của em chưa trả lại. Con này làm cưa cây, cưa thạch cao đúng bài luôn, đi tỉa cây. Có hai cò luôn. 1.2 triệu một thân máy, có một con thôi. Con này thì nó nhỏ gọn hơn.
mã của nó là JR188D. Còn khá là mới. Như hành năng cưa thì cũng như con kia thôi. Con này 2 triệu rưỡi một thân máy nha anh em. Chính xác thì nó yếu hơn con kia nha, chứ không có nó mạnh, không có mạnh bằng con già đâu, con già nó mạnh hơn đó. Rồi sao cái đóng này em cho cái này qua nó gọn. Một bảy một em có một con thôi, không có nhiều, có đúng một con thôi. Nó có lung tung chức năng ở trên bàn phím, mở bu lông rồi cái gì nữa ta, mở bu lông bắn vít tỉnh lực lung tung kiểu ở trong đó. Em kiếm cái đầu bắn tôn test anh em xem thử. Màu mận rất là hiếm anh em, màu mận rất là hiếm, màu xanh nhiều chứ màu này rất là ít. Chỉnh lực đầy đủ nè, bàn phím nó còn garanti chưa bong rồi nhá, garanti của nhà sản xuất. Đèn led hai bên, chỉnh lực trên cò luôn nhá, chỉnh lực trên cò rất là tiện, cả trên cò cả bàn phím. Rồi cái chế độ mở bu lông gì lung tung bên này thôi, mà em test thử một cái nấc này cho nó nhanh. Em chỉ test trên đinh gỗ vì đinh gỗ nó nặng hơn đinh sắt nha anh em. Đinh gỗ nó sẽ lún hết 5 phân. Còn đinh sắt nó chỉ khoan mồi tí này, cái là nó vô nhẹ tưng à. Đinh này nó mới nặng nên em không test đinh sắt. Test anh em xem thử. Con này là đầu bảng 18V nha anh em. Đầu bảng nó đang hiện tại nó đang đứng đầu 18V, không đổi thay là nó dắt đầu, không con nào qua được nó nhá. Lực của nó rất là mạnh. TD171 Made in Japan, con này là Made in Japan thôi. Đây em còn một con 170 thì nó cũng mạnh như 171 thôi, 9-10 so với 171. Quá mạnh. TD170 con này 2 triệu rưỡi một thân máy nha anh em. 2 triệu rưỡi. Màu đỏ mạnh. Anh em mua hàng thì cứ gọi nó như vậy là em tự biết thôi, tại vì nó không có nhiều để mà biết số. Có mấy con không? Con này 2 triệu 2, màu đen 2 triệu 2. TD170 full chức năng. TD170 còn con màu trắng này nữa. Em không có gài vô sợ mất công cái quả pin này nó lại ngợn cái chân này, nó tùy loại pin mà nó ấy. Như hình con màu trắng này có 2 triệu rưỡi một thân máy luôn. Đầu không có rung lắc nên em làm lại hết rồi, không có rung lắc nên em mua về chỉ việc xài thôi. Rồi hết 170. Giờ còn 148. 148 cũng có 2 con thôi. TD148 con này màu đen như hình. Con này thân máy 2 triệu mốt một thân, thân máy đẹp nha. Thân máy xấu thì em bán tầm 1.8 một thân thôi, 1.7, 1.8 thôi. Con này nó rất là đẹp. Bữa có mấy con chịu mấy em bán hết. TD148 có 2 con. Bóp anh em nghe chơi thôi. Màu xanh và màu đen.
TD148 đều là made in Japan, sản xuất tại Japan nha anh em. Rồi nặng luôn này. TD137 chạy pin 14V, giống y 148 thôi, mạnh cũng ngang ngửa với 148 nhưng nó chạy pin 14V. Con này màu hồng đẹp. Con này chịu 6 một thân máy. Bắn nó không khác gì cái con kia đâu, không khác gì 148 đâu. Chỉnh lực đầy đủ, báo pin đầy đủ trên bàn phím nha em. TD137 màu hồng và màu trắng có hai con, màu hồng với màu trắng hai con, màu hồng và màu trắng. Bù lông có ba con. Bu lông 18V không chổi than, con này 2.9 một thân máy. 18V không chổi than. Tem nó bị chảy mất một chút. Vẫn nhìn thấy được Made in Japan ở đây. Mã của RTW281. 18V không chổi than. Full chức năng 3 chế độ chỉnh lực luôn nha anh em. Con này có than, con này chịu 2 một thân máy 14V. Mở ốc bánh xe rất là ok, trong tầm giá tiền rẻ. Có pin rồi anh em cứ mua thân máy về thôi. Con này là TW280, con này 2.5 triệu một thân máy. Con này 14V có than, ai lộn 14V không than, sản xuất tại Nhật Bản luôn. Chỉnh lực đầy đủ. Như này, thân máy 2.5 triệu. Hitachi. Con này ba chức năng đây, ba chức năng Hitachi. Con này còn khá là ok. Quả pin này hết pin rồi. Con này 2 triệu một thân máy nha anh em, khoan Hitachi 18V không chổi than. Mã của nó là cái gì đây nè, 18DBL. Như hình, không có chảy xước gì nhiều và khá là đẹp. Con này 18V, con này 14V, 14V rẻ hơn con này 1.9 triệu một thân máy. 14V Hitachi. Quả pin ở đâu mất tiêu. Full chức năng, hoạt động full chức năng. Em không thấy quả pin 14 ở đâu. Đấy, khá là nó hoạt động full chức năng, anh em mua rồi em test sau cho anh em xem. 14V có không chổi than với 1.9 triệu một thân máy. Ai quả pin 14 đây. Con này 18V rất là mạnh. 18V mạnh nhất hãng Hitachi. Hình thức khá là ok như mới luôn. Có cái đầu này nó hơi bị chảy một chút cho nó quẹt quẹt cho cái gì nè. Còn đây là như mới luôn nè. Đầu Autolock 13 ly không chổi than. Hai chức năng. Thân máy nó 2.4 triệu một thân. Con máy em Hitachi, con này 1.2 triệu. Thân máy. Chỉnh lực đầy đủ luôn. Đây là màu vàng, màu này rất là ít thấy. 1.2 triệu thân máy không than 14V. Con này 2 triệu 18V DDL2, 18V DDL2. Test thử trên pin 14 thôi. Quả 14, 18 hết pin. Dòng này 3 búa của Hitachi nha anh em. Con này 2 triệu thân máy. Có 2 con.
con này. Con này 2 triệu 2 một thân. Như vậy. Rồi 8V 3V em test thử cho anh em xem. Chạy pin 14 nên nó không được mạnh lắm. Búa ra rất là ghê ha, tại vì nó 3 búa âm thanh nó sẽ khác là của Makita. Hitachi 18V DDL 2, 3 búa. Bê tông thì em có mấy con? Con này thì đẹp xuất sắc luôn. Màu đen anh em rất là ít thấy. Màu đen, màu xanh thì anh em thấy nhiều, chứ màu đen rất là ít thôi. Nó thì quá tuyệt vời rồi. Đứng đầu bảng khoan bê tông của Makita. Nó ba chức năng đục. Chức năng này để xoay mũi nha anh em. Khi mà cái mũi nó bị nghiêng á, mình để qua chế độ đục mà cái mũi nó bị vặn á, thì anh em để qua cái chế độ này anh em mới xoay được nha. Xoay cho cái mũi nó thẳng về để anh em đục xoay như vậy nha. Còn để qua cái vài anh em không có xoay được. Rồi xong bắt đầu nó về cái chế độ này là anh em không có xoay được này. Không có xoay được cái mũi để cho nó đúng cái vị trí để anh em đục. Anh em phải gạt qua một cái vị trí này, bắt đầu nó mới nới lỏng cái đầu ra để cho mình xoay. Rất là thông minh. Mình xài mình nhiều khi mình còn không biết. Chế độ này là chế độ khoan bê tông, có búa này đập rất là kinh khủng rồi. Búa hơi rất là mạnh. Chế độ này là khoan không có búa. Con này nó quá mạnh rồi, hôm bữa em có khoan cho anh em xem thử. Cái này đi khoan qua đầu chỉ cần đặt qua giơ lên thôi, với là tự nó chui vô thôi, không cần phải đè nén gì đó. Mã con này là HR244D màu đen, phiên bản đặc biệt. Nên giá của nó cũng rất là đặc biệt ha. Trên 4 triệu một thân máy nha anh em. Con này cũng giống con đó nhưng mà màu xanh anh em thấy nhiều. Giá nó rẻ hơn, con này 3 triệu 8 một thân thôi. Máy full zin chức năng, hoạt động ok hết mọi chức năng. Khoan đục. Chế độ khoan, chế độ khoan có búa và chế độ đục đầy đủ chức năng. Mài em có mấy con mài. Mài này là mài cò bóp không tạp. Mài này mài 18V cò bóp nha anh em, cò đẩy rồi con này. Con này cò đẩy, con này thay vỏ rồi em bán 2 triệu 2 một thân máy. Vỏ zin của hãng nha, nó giờ nó vận chuyển về nó bị đè này, bãi nó về nó đè, nó móp chân này không cài pin được, thay cái vỏ khác của hãng vô. Cái vỏ này xong đến mấy trăm ngàn rồi. Thân máy này em bán 2 triệu 2 một thân, coi như là con này lửa. Test anh em xem. Bài không than 18V Makita mã GA404D. Máy thì full zin hết nha. Con này là cò bóp rồi, đây, cò bóp 18V là 14V. Cò bóp là như này. Con này 18V mã của nó đây GA408D. GA là mã Nhật sản xuất tại Trung Quốc. Cái thân máy này, thân máy mới nó rơi vào tầm 6 triệu ở bên Nhật nha anh em. Thân máy mài GA408 này. Còn đây là con 14V. Nó cũng giống y chang con đó, chẳng qua nó chạy pin 14 luôn thôi. Mạnh thì nó cũng 9-10 với nhau rồi. GA407 14V, không chổi than. Cò bóp. Có hai con cò bóp và hai con cò kia. Wow, con này chưa vệ sinh rồi. Con này chưa bán được, chưa vệ sinh, quên mất sổ sót con này. À đây có em máy mới rồi. Con này 18V không chổi than, máy mới luôn. Có chỉnh lực cái gì ở đây này. Máy Mỹ mới, XTD15, con này 1.6 triệu một thân máy nha anh em. 1.6 triệu một thân máy mới. Bắn vít, bắn tôn ok.
nhỏ gọn nhẹ. Con này trọng lượng nó chắc chừng 1 kg lâu thôi, không tới đâu. Ai chắc được nó 1 kg. Con vít này chịu 3 một bộ nha anh em, vít 14V. Bắn tôn ok, nó có than nha anh em, có than. 1.3 triệu một bộ máy pin sạc luôn. Khoan 18V, con này 1 triệu một thân máy. Con này máy Mỹ. Là FX gì đây này? 01. 1 triệu một thân máy. Màu trắng. 1 triệu một thân. Em còn cái con 141, con này siêu đẹp luôn. Màu đen mà siêu đẹp luôn. Người Nhật thì ta biết cái tiếng gì bên đây em không biết này. 4 chức năng nha anh em, con này đặc biệt là 4 chức năng, có chế độ khoan tường này. Chế độ khoan, chế độ bắn vít có búa này. Test anh em xem thử đi luôn. Vít có búa, cái này là búa ngang đó, đập búa ngang, còn cái này là búa, này là búa khoan tường, là búa dọc, gõ vô như vậy. Búa ngang là nó đập qua đập lại để cho cái này nó vô. Còn chế độ này là khoan, là ngắt búa luôn, không có búa nào hoạt động hết á. Cắm mua cái mũi khoan chân lục giác cắm vô là thành cái máy khoan. Còn chế độ này là bắn vít điện tử, ví dụ như mình bắn như vậy đi. Cái này đang là cấp số 2. Đấy, cấp số 2 chỉ được như vậy thôi là nó sẽ ngắt. Không vô được thêm nữa. Thêm số thì nó lại vô. Em vô một phát tới số 6 luôn đi. Thì nó sâu hơn một chút. Rồi xong luôn. Tới cái độ cứng như vậy là nó không vô được nữa. Nó có những 10 mấy cấp hay sao? Nhiều lắm. Con này quá đẹp luôn. Mới tới 90 mấy% luôn nha anh em. Rất là len ken. Xấu xấu như con này. Con này xấu. Xấu đây anh em xem thử. Con này em bán 2 triệu một thân máy nè. Xấu nhưng mà full chức năng hết nha. Full chức năng. Cũng y con này thôi mà hình thức xấu thôi. Bóp anh em nghe thử nó kêu luôn. Rất là êm. Chạy pin 18V không chỗ than. Con này thì là 131, con này lại là con giống như con kia nhưng mà nó chạy pin 14. Lực thì cũng ngang ngang nhau 9-10. Nhưng mà giá thành nó rẻ hơn. Con này đẹp như vậy thì 2 triệu mốt một thân máy nha anh em. Máy, thân máy. Nguyên bộ thì 2 triệu 6. Rồi sao, hôm nay em chỉ có nhiêu đây thôi. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại 0933636126. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của em.